Và ngay bây giờ thì trong không gian quen thuộc, chúng ta đã có xuất hiện người kể câu chuyện của tuần này. Không biết là bạn ấy đã đi qua một cuộc tình như thế nào. Chào em. Em chào chị. Giọng nói rất là rõ ràng. Em giới thiệu mình với quý vị khán giả đi. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chị. Em tên là Nguyễn Phúc Quý Thành. Thì người ta biết đến em là nghệ sĩ sáng tạo. Thì em làm những cái tranh từ nút áo dành cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là bây giờ ngay từ đầu em đã xưng tên nè, xưng danh nè, xưng công việc nè. Thì bây giờ cái việc mà cái đèn mà nó tối như vậy thì nó không còn ý nghĩa nữa. Em thì thích sáng hơn. Vậy thì bộ phận kỹ thuật hãy nhanh chóng hỗ trợ chúng tôi đi ạ. Thế thì ngày hôm nay em tới đây thì em sẽ kể về mối tình đầu, mối tình giữa hay là mối tình gần đây nhất của mình. Em sẽ kể về mối tình đầu của em. Đầu ở đây mà em muốn nói là làm cho em nhận ra cái bản tính của em. Thế thì năm đó là mình bao nhiêu tuổi? Năm đó thì em, lúc đó là em học lớp 10. Thì chính thức quen là lúc đó là tốt nghiệp lớp 12. Tốt nghiệp xong rồi em mới phát hiện là bạn đó học chung đại học với em. Em mới bắt đầu là đi chơi rồi quen. Tốt nghiệp lớp 12 xong rồi đi chơi hoài. Nhưng mà kiểu như lúc đó em kiểu như ngây thơ trong sáng. Rồi bạn đó nói biết còn thiếu gì không? Rồi em không biết thiếu gì. Nó nói là thiếu là tỏ tình. Rồi lúc đó em mới tỏ tình. Lúc đó là tỏ tình em còn chưa biết nói nữa. Lúc đó em nói với bạn đó. Rồi trong quá trình quen là bắt đầu em nóng tính, em đa nghi, em hỏi nhiều. Rồi kiểu như là chia tay lần một rồi quen lại, rồi cũng nóng tính, cũng hỏi về quá khứ người ta, mà mặc dù người ta không có gì hết, người ta không có thích bạn đó, bạn cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Rồi đến một ngày đó bạn đó chịu không nổi, rồi bùng lên chia tay. Cái cuộc tình đó nó kéo dài bao nhiêu lâu? Cuộc tình nó kéo dài 4-5 tháng. Nghĩa là vào năm nhất đại học. Dạ đúng. Coi như là gần sau một học kỳ. Và mình nhận ra rằng là thực ra là mình không phải là một cái người có thể yêu một cách điềm tĩnh được. Bạn đó phản ứng như thế nào trong những lần mà em ghen tuông? Bạn đó nhịn em. Rồi em hỏi hoài thì người ta cũng nhịn, nhưng mà con gái mà càng làm hoài người ta ghìm trong lòng chịu không nổi, đến một lúc nào đó người ta bung ra. Rồi nói chung là đó giờ em quen cũng nhiều nhưng mà chưa bao giờ em bị cắm sừng. Em cũng không có cắm sừng ai. Tại vì em thấy khi mà cắm sừng là nó cuộc tình nó quá thối nát rồi. Và chia tay không còn gì để nói. Cái sự tổn thương mà họ nhận, và đặc biệt là họ không cảm thấy được an toàn. Người ta không có thể, người ta không đủ cái lượng vốn từ, hoặc là người ta không nhận diện được chính xác cái vấn đề của họ. Nên có thể họ sẽ không nói với em rằng là họ không cảm thấy an toàn khi họ yêu em. Họ không cảm thấy được tôn trọng, hoặc là họ không cảm thấy rằng là họ có thể điềm tĩnh trong cái cuộc tình này. Thì người ta chỉ có thể dùng một cái từ là hết yêu. Hết yêu rồi thì kiểu như buồn, hối hận. Lúc đó thì đau, thì lúc đó em cũng quyết tâm em thay đổi mà cũng không thay đổi đến đâu. Gọi là quyết tâm, thế nào là quyết tâm? Lúc đó em đã làm gì để em, bây giờ em ngồi để em kết luận là em có quyết không, tâm lúc đó có từ quyết tâm của em là lúc đó là lớp 12. Thì lúc đó vẫn còn là con nít. Nghe nhạc, đọc sách, rồi gặp gỡ người này người kia, nói chuyện, rồi thấy những câu chuyện của họ. Rồi từ từ mình muốn kiểu như là mình muốn thay đổi. Tại vì em là theo cái kiểu là em nhớ dai lắm. Rồi chính vì suy nghĩ nhiều vậy cứ hỏi người ta, đa nghi. Có nghĩa là tính ra là mình cũng biết đó là vấn đề rồi. Nhưng mà biết đó là vấn đề, thay đổi cũng chưa được. Nó kiểu như bản năng từ nhỏ tới lớn rồi. Em thuộc dạng suy nghĩ nhiều. Mà khi mình không đổi được cái tính đó, mình có cảm thấy giận bản thân mình không? Em giận bản thân. Em không biết làm sao mà đã thay đổi. Nhiều khi em lấy tay em tự đánh vô mặt em nữa, bầm tím cả mặt. Rồi sau này có mối tình mà em có một đời vợ. Vậy thì quay trở lại đi. Quay trở lại là đến cái người mà được coi như là một mối quan hệ chính danh, là mình cưới vợ đó. Thế thì cái mối quan hệ đó nó bắt đầu cách đây bao nhiêu lâu? Em bạn đó học cấp 3 với em. Rồi nhắn cái trường cấp 3 của em nó vui ha. Cái trường cấp 3 của em từ đó mà ra bao nhiêu cuộc tình sau này luôn ha. Thế là mình đã từng là bạn học cũ. Không hề quen biết. Sau khi gặp nhau thì mới biết là hồi xưa học chung trường.
Rồi đi chơi có 2 lần rồi quen rồi bạn đó đòi chia tay. Ta nghĩ em BD, ta nghĩ em BD. Nghĩ em BD rồi chia tay. Rồi em níu kéo rồi cứ lặp đi lặp lại, quen đi quen lại rồi. Cái dữ liệu nào mà bạn đó nghĩ là em đồng tính mà đòi chia tay? À, cái giọng nói của em nó cứ èo èo, nó không được men. Thứ hai là cái tướng tá em nhỏ. Quen lại xong cũng chia tay. Rồi sau đó quen 6-7 tháng lúc đó rồi đó rồi chia tay. Lúc đó em suy nghĩ con nít em muốn cưới. Thế lại cũng lúc đó là mình bao nhiêu tuổi? Cho nên có thai trước khi cưới. Rồi sau đó là cưới. Cái lúc mà mình đám cưới là mình bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Lúc đó là vì sự háo thắng, vì mình nghĩ rằng là cưới thì cưới thôi. Em có nghĩ nhiều về cuộc sống hôn nhân không? Không, lúc đó em vẫn còn con nít, kiểu như là có thai trước hôn nhân. Bạn đó không có muốn đám cưới. Rồi có thai rồi cũng đòi hủy thai rồi cũng đòi phá rồi. Rồi cuối cùng thì trước đám cưới thì xảy, nhưng mà lúc đó lên lịch cưới rồi. Bạn đó thì không biết thông cảm, còn em thì nóng tính. Em chưa có công việc ổn định, em kiểu như là hay nổi nóng, hay giống như bạn đó nói rồi em nói lại. Bạn đó lúc đó cưới em thì cũng năm cuối đại học. Thì bây giờ cũng lấy chồng rồi. Hai vợ chồng cứ cãi lộn hoài. Rồi ba mẹ nghĩ là mình tâm lý bất ổn, lần thứ hai uống thuốc an thần. Thì khi mà uống thuốc đó, thì khi mà uống cái thuốc mà an thần vô, thì khi mà có thai lần thứ hai thì đẻ ra sẽ bị dị tật, thường là vậy. Rồi sau đó hỏi han thống nhất ý kiến, tự uống thuốc để ruột bào thai ra. Rồi lúc đó em bị stress rồi mất 7-8 tháng rồi phải uống thuốc an thần. Mình mất kiểm soát cảm xúc, kiểu như là suy nghĩ nhiều á, rồi có nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong đầu á. Lúc đó là vậy, mới ly dị là vậy. Em có chia sẻ được với vợ em về tất cả những điều đó không? Cái sự căng thẳng, những cái dữ liệu xuất hiện ở trong đầu, cái sự không kiềm chế được cảm xúc của mình, có khi nào mình nói với vợ mình về tình trạng của mình không? Thay đổi đi, tại lúc đó bạn nó cũng con nít, bạn nó cũng có cái căng thẳng của bạn đó. Nếu như nhìn một chút từ góc độ của vợ em đi, bây giờ mình hoàn toàn có thể gọi cổ là vợ cũ mà, thì nếu như mình đặt mình ở vị trí của vợ cũ thì theo em lúc đó bạn ấy cảm thấy cuộc sống hôn nhân như thế nào? Bạn đó nói cuộc sống hôn nhân giống như địa ngục vậy. Bạn đó em nóng tính, em cứ hỏi nhiều. Rồi con gái người ta mới năm 3 đại học, năm cuối mà lấy sớm vậy, giống như tương lai nó bị bích bùng. Tại cái đó là cưới mà kiểu ngoài ý muốn, đâu có tự nguyện đó. Rồi cứ cãi lộn hoài. Rồi sau này ly dị rồi em mới em thấy cái thuốc an thần nó không có tác dụng gì hết. Nó chỉ làm mình dễ ngủ, hoặc là nó làm đầu óc mình dịu lại, làm cơ thể mình bớt suy nghĩ, làm cơ thể mình mệt, vô giấc ngủ dễ. Em nhận thức, em thay đổi là em gặp gỡ người này người kia, em nghe bản nhạc này bản nhạc kia, rồi em nhìn lại cuộc sống của em. Rồi từ từ, rồi em mới chuẩn ra. Em bớt hỏi nhiều. Vậy đã bao giờ em đi khám tâm lý chưa? Bạn suy nghĩ nhiều. Thực ra như vậy nè, đi khám và đi tham vấn tâm lý không có nghĩa là em bị khùng. Không chị, lớp 6 là ba mẹ em đã dẫn em vô nhi đồng khám rồi. Lớp 6 là em tăng động á. Kết quả của cái lần khám đó là gì? Cũ rồi, lớp 12 cũng quen bồ rồi, cũng nóng tính rồi, lấy vợ cũng đó, cũng như cũ rồi. Việc đi khám nó không giúp cho mình hết triệt tiêu được vấn đề. Việc đi khám nó chỉ giúp mình nhận diện được là mình đang gặp vấn đề gì thôi. Nhưng mà em thấy là bản thân em là người nhận diện rõ nhất, và em hiểu bản thân em muốn cái gì. Vấn đề ở chỗ đó là khi em được trợ giúp bởi một cái cuộc thăm khám tâm lý, thì thay vì em mất mười mấy năm trong cuộc đời, em trải qua rất nhiều mối tình, thì em mới bắt đầu đi đến được cái đoạn là gặp một người này, nghe một bản nhạc này, làm một cái việc kia để em điều tiết lại tính cách của mình. Thì khi em được trợ giúp bởi một cái người có chuyên môn về tâm lý, thì người ta sẽ nói luôn cho em về cái điều đó. Là thường vô khám thì những cái câu mà em nghe quen thuộc là để đầu óc thư giãn, để mình làm những việc mình yêu thích, quên đi tình cảm, rồi từ từ đó mình cứ để tự nhiên. Những cái câu đó giống như trong cuốn sách gì đó. Thì chị rất tiếc là em đã không gặp được đúng người. Không, chứ không có nghĩa là cái chuyên ngành tâm lý, đặc biệt là tham vấn trị liệu, là nó như thì, vậy. Em không nói là tâm lý là nó không có tác dụng gì. Nói chung là đi nghe để cho biết cũng hay. Như chị đã nói, chị rất tiếc là em đã gặp không đúng người. Chứ không có nghĩa là chuyên ngành đó nó không có tác dụng, và không có nghĩa là người ta không có cách cho em. Không, em thấy gặp đúng người của em là đi ra ngoài cuộc sống, gặp những người mà người bình thường á, nói chuyện, chia sẻ, rồi từ từ người ta cho những lời khuyên, người ta chính xác hơn. Thì chị đang nói là em không gặp đúng, ở đây có nghĩa là người ta đã nói những điều rất chung.
đáng lý ra em phải gặp được một cái người mà sau cái việc mà họ thăm khám vấn đề của em xong, họ phải chỉ ra được cho em là tuần này em đi bơi mấy buổi, tuần này em nên đọc cái cuốn sách gì. Cái đó là chung chung thôi, còn bản thân em tự biết cái nào là phù hợp với em. Thế thì cụ thể là em đã làm những gì để em thấy là mình đã thay đổi? Đi dạy xong em phát hiện là em thích nghệ thuật. Em học kỹ sư hóa 4 năm, em tốt nghiệp, em làm phòng thí nghiệm 1 năm. Rồi em làm nghệ thuật. Em muốn sáng tạo một cái riêng của em. Em không muốn cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại hoài. Em muốn khi mà chết đi em có một cái làm một cái gì đó ý nghĩa. Còn tiền bạc thì tại vì em vừa làm cộng đồng mà em vừa bán có shop mini ở nhà. Ngày xưa thì gặp ai em cũng quen, em cũng dễ tìm hiểu. Còn gặp đúng người thì quen, còn không thì thôi. Đúng rồi. Vậy thì đó có phải là kết quả mà em đã có được từ những cái lần gặp gỡ? Người ta không thể nói được với em. Những lần gặp gỡ là với những người bình thường á, bạn bè đi cà phê bình thường chứ không có đi khám bệnh. Chị đang muốn nói chỗ này là khi em đi khám thì người ta sẽ nói với em những cái câu mà em nghĩ là nó rất là chung chung, là hãy làm những gì mình thích. Nhưng em thích cái gì thì em phải làm em mới biết chứ, đâu có ai làm cho em được. Ví dụ như đây là có phải những mẫu câu mà em đã từng được nghe, ví dụ như hãy làm những gì mình thích, hãy để đầu óc thư giãn, hãy làm một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình có hứng thú. Nhưng mà nó phải như vậy thôi. Bởi vì sao? Em thích cái gì thì em biết chứ làm sao người ta biết, đúng không? Cho nên là người ta chỉ có thể nói với em rằng là em nên làm để em đi tìm kiếm cái đó. Còn khi em kiếm được cái gì thì đó là câu chuyện của mỗi người. Nó sẽ rất là nguy hại nếu như người ta đánh giá thấp các cái vấn đề thuộc về điều trị và thăm khám tâm lý. Người ta loay hoay với vấn đề đó thì nó rất là tội cho người ta. Những người như em thì nhận ra vấn đề là những cái cuộc sống bình thường này kia. Nói chung là quan trọng ở đây mục đích là mình nhận ra là mình sống có ý nghĩa, mình thay đổi, mình đúng không có tệ hại như ngày xưa. Cái đó là quan trọng. Và đó là sự vận động của mỗi cá nhân. Là quan trọng là cái nào là mình nhận ra. Vấn đề quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải tự làm điều đó. Em có đi gặp một người thường hay một người không thường, hay đi gặp một chuyên gia về tâm lý, thì tất cả mọi người cũng chỉ cho em thông tin thôi. Còn cuối cùng em có thay đổi hay không là do em vận động. Nó là phù riêng hợp bản với thân em là như vậy. Bởi vì có thể là thứ nhất là em gặp được đúng người trong cuộc sống. Đó thì em mới nói. Cái thứ hai là em hơi xui khi em gặp những người tham vấn mà ở đó có thể họ đã không đi đến tận cùng vấn đề. Rồi có một lần em lấy vợ rồi cho thuốc uống, rồi uống vô bị ngứa ngáy khắp người. Đúng nó rồi. Bị trúng thuốc rồi phải vô nhiệt đới lúc 9-10 giờ để chích thuốc ra giải. Chị rất tiếc rằng là em đã có những cái trải nghiệm nó không có tốt. Và thế thì cái trải nghiệm của mình đã có từ những cuộc tình đến thời điểm này nhìn lại thì mình thấy cái giá trị mình có được là cái gì? Cái câu mà quan niệm của em là bước qua đời nhau để mình học cách yêu thương người sau. Rồi sống cho có ý nghĩa. Thương ai, thích ai thì mình nghiêm túc với người đó. Quan trọng là cái hành động thực hiện của em kìa. Cái đó mới quan trọng. Thế thì cụ thể là có những cái tính nào mà mình đã sửa được từ cái việc trải nghiệm qua những cái lần đau thương đó? Lúc trước kiểu như thang điểm 9-10 đi, cái đa nghi hỏi nhiều, còn bây giờ nó hạ xuống 3-4. Như là mối tình cách đây gần 1 năm thì bạn đó nói là thực sự em là bisexual. Rồi mối tình cách đây em chia tay cỡ 5-6 tháng thì bạn đó sắp đi du học ở nước ngoài. Rồi bạn đó nói là mây từng nào gió từng đó. Em không có phù hợp với từng mây của bạn đó. Mình chọn không đúng người. Nói chung trong quá khứ là em biết em yêu nhưng mà em yêu không có đúng cách. Đến khi mình yêu đúng cách rồi thì mình chọn không đúng người. Thì đó là vấn đề của người ta. Em hài lòng với phiên bản bây giờ của mình? Em hài lòng chị. So với trước đây thì mình đánh giá cái phiên bản này nó thành công hơn cỡ bao nhiêu phần trăm? 60-70. Và mình nghĩ là nó còn tiếp tục nữa không? Cái hoàn thiện của em là em muốn mỗi ngày, mỗi giờ em phát triển tốt hơn ngày hôm qua. Đương nhiên em luôn mở lòng. Nhưng mà cái gu của em thì hơi khó, hơi lạ. Em muốn quen một người mà kiểu chưa từng có mối tình nào, hoặc là ít mối tình. Nó cũng là một cái gu. Vậy thì lý do gì mà mình kỳ vọng rằng là mình sẽ tìm được một cái người mà trong quá khứ họ hầu như không có mối tình nào? Là vì mình muốn mình bớt đa nghi, mình không phải bận lòng về quá khứ của người ta. Thứ nhất là như chị nói, cái đó là cái thứ nhất, em không muốn suy nghĩ nhiều. Còn cái thứ hai là em muốn dùng cái sự trải nghiệm của em để che chở cho những giống như là dùng sự trải nghiệm của em
trưởng thành của em để che chở cho người mà trong sáng. Em dùng từ là dùng sự trưởng thành của mình để che chở cho người trong sáng. Nhưng em có nghĩ rằng là người ta có thể nghĩ rằng là vì em muốn lợi dụng cái sự trưởng thành của mình để thao túng một cái người trong sáng không? Em gặp người ta nhiều khi là mới nói chuyện trên Facebook, hoặc là nhiều khi mới gặp lần đầu, lần một, lần hai là em kể hết quá khứ của em. Cũng mà dùng cái từ lợi dụng là em đã không kể quá khứ rồi. Tại sao em lại nói về cái quá khứ của em? Vậy thì một cái phản biện thứ hai mà người ta có thể hoài nghi trong cái mong muốn này của em là người ta lại nghĩ rằng là nếu như em quen một cái người mà họ cũng có nhiều trải nghiệm giống như em vậy đó, có vẻ như em cảm thấy em hơi kèo dưới, cho nên thôi mình quen cái đứa nào mà nó ít trải nghiệm thôi để mình kèo trên một xíu, có không? Thường mà nếu mà trải nghiệm giống em thì kiểu như là nói chuyện một hồi bạn nó cũng cảm nhận giống như anh em hết đều được, kiểu như là trải nghiệm. Còn của em là kiểu như là bù đắp á. Mà nó cũng sẽ có nguy cơ. Ví dụ mà quen ai mà làm người ta phải có trách nhiệm, dám chơi dám chịu và cưới. Thực ra một cái đám cưới đôi khi nó cũng không phải là tất cả giải pháp đâu. Nhưng mà đằng nào thì nó cũng đã qua rồi, và mình cũng đã có những cái trải nghiệm để mình tự thấy bản thân mình sửa đổi nó tốt hơn. Nếu như mà bây giờ buộc phải nói một cái điều gì đó với hai cái người mà em vừa mới chia sẻ trong câu chuyện hôm nay, thì em nghĩ là em muốn nhắn gửi gì với người ta, muốn nhắn gửi gì với người cũ? Thì nếu mà muốn nói thì chúc người ta hạnh phúc, vậy thôi. Em có muốn tìm được một cái người sắp tới mà họ cùng một cái, gọi là một cùng một cái sứ mệnh nghệ thuật chung với mình không? Bởi nãy em nói với chị rồi, em làm nghệ thuật nhưng mà kiểu cái tính của em thực tế. Tại vì em đã nói với chị là em suy nghĩ nhiều. Khi mà nói dối người ta đầu em suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Nó sẽ có một cái điều nữa trước khi chia tay mà chị cũng muốn hỏi em. Bởi vì liên quan đến chuyện mở đèn hay tắt đèn á, thực ra chị vẫn thích ngồi nói chuyện với những bạn mở đèn. Bởi vì nó làm cho khán giả chúng ta có một cái niềm tin rằng là chúng ta đang nói thật. Chúng ta đang có những cái câu chuyện mà không có lừa mị ai hết. Nhưng kéo theo đó nó sẽ là câu chuyện là mình phải chịu cái sự phán xét. Tại vì người ta biết mình là ai rồi. Thì em nghĩ coi cái khả năng mà mình chịu được cái sự phán xét, cái sự bình luận của mọi người cao không? Bây giờ dù em không có lên show thì em cũng đã từng bị rồi. Cho nên em lên show em thấy mình chia sẻ, mình thoải mái. Nếu mà gặp người mà yêu mình thì người ta chấp nhận. Chị cũng hy vọng rằng là em sẽ thực hành được cái việc là không để cho bản thân mình rơi vào áp lực. Bởi vì cái sự phản ứng của cộng đồng, đặc biệt là trong thời đại này, nó gần như nó không có biên giới. Người ta muốn nói gì người ta nói thôi. Nhưng mà khi mà em đã tự để bản thân mình thử nghiệm như vậy thì chị tin là cái nội lực của em cũng đã rất là ổn rồi. Vậy thì trước khi chia tay thì chị hy vọng là em sẽ tiếp tục duy trì được cái việc cải thiện cái sức khỏe tinh thần đó, có mục tiêu, theo đuổi mục tiêu và cảm thấy thực sự hài lòng với cái phiên bản mới của mình mỗi ngày, mỗi ngày. Cảm ơn Thành rất nhiều. Và bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Ừ. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi. Tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, là tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe, là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc, là thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi
Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá cái gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh nghe mình về nữa này. Vậy nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm đi, làm đi. Lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn nếu mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như sáu khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài. Còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là nấu được. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói
chung là ngoài hình gì là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5m. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa vừa. Vừa thôi hả? Không thích mặt hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Thì mình giờ mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Về làm chủ luôn đúng không? Rồi có năng khiếu tài lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung mà miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, những Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó? Em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại cũng dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn. Nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ok, cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. Ok, dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào bạn. Dạ, mình cứ cầm mic. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. Rồi, Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. Em sản xuất bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? Nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy mà chẳng. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Vào với ai, gia đình hả? Dạ không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay mới 28 tuổi hả? À đâu, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi.
Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng cái thứ này là thắc ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường có tháng thì 20-20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chỉ đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề mỹ da bò thì đầu tư vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe một đoạn xem nào. Bài gì cũng được, bài tủ đi. Không có ra, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em cần tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Làm sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn. Tại vì bé con đi về ngoại luôn. Chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn. Chứ em cũng biết lý do tại sao rồi. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi. Em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở tại 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao?
Dạ, hai đồng tay gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Ừ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi. Dạ. Ừ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa thì. Ừ. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có, những tin hỏi. Ừ. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Ừ. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Ừ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Không mập lắm, chỉ ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 có 50 ký là quá ốm hơn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Ừ. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng ừ. Lớn quá gia đình trợ gia đình phản đối đúng không? Cho. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được thì. Ừ. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy là. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm nhưng mà nói chung là đi đừng có ghen. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.